Hi, chào các bạn, và hiện tại Quyền đang ở điện máy xanh Thế Động để quay cập nhật giá cho các bạn xem đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cập nhật tất cả các điện thoại có trong điện máy xanh và Thế Động các bạn nha. Và hôm nay thì Quyền sẽ cập nhật giá điện thoại của hãng Samsung cho các bạn xem. Đầu tiên sẽ là con Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Đây các bạn, hiện tại cây máy nó có mức giá là 30.990.000. Chúng ta sẽ được giảm 5 triệu các bạn nha. Đây là cây máy S21 Ultra 5G. Các bạn thấy camera rất là hầm hố. Đây, rất là đẹp, cầm máy rất là gần tay ha. Camera lên đến là 180 MP các bạn. Camera selfie, chúng ta sẽ có một camera lên 40 MP, pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh. Đây là con máy 30.990.000, giảm cho các bạn 5 triệu và hỗ trợ trả góp 0% lãi suất. Mua đồng hồ giảm 40%, Samsung S21 Ultra. Quá là đẹp, cầm lên là sang chảnh ngay. Và tiếp theo sẽ là con Galaxy S21 cộng 25.990.000. Chúng ta sẽ được giảm 5 triệu các bạn nha, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất. Và đây là con Samsung S21 cộng. Đây là cụm camera 3 cam, đèn LED, cầm rất là đầm tay. Máy trang bị camera là 12 MP, 64 MP và 22 MP các bạn nha. Camera selfie thì chúng ta sẽ có một cái camera selfie 10 MP, pin 4800 và hỗ trợ sạc nhanh. 25.990.000 và hỗ trợ giảm 5 triệu cho các bạn, trả góp 100% lãi suất luôn. Đây là cây Note 20. Có mức giá hiện tại là 23.990.000, giảm cho chúng ta là 9 triệu các bạn. Tuyệt vời chưa? Đây là có cái book ở dưới đây. Rất là đẹp. Máy thì chuẩn bị trang bị chúng ta là 3 camera phía sau, độ phân giải lần lượt là 12 MP, 64 MP và 12 MP. Camera selfie chúng ta sẽ có một camera selfie là 10 MP, pin 4300, sạc 25W, sạc nhanh. Đây là cây màu vàng đồng. Chúng ta nguyên đây là cây Samsung Galaxy A52 5G, có mức giá hiện tại là 10.990.000 các bạn. Bản này là bản màu đen. Máy trang bị cho chúng ta là một cái cụm camera 64 MP, là camera chính, 3 camera phụ lần lượt là 12 MP và 2 camera còn lại là 5 MP các bạn. Máy là ở phía sau nhám nha. Camera selfie là 32 MP. Máy chất pin 4500 và sạc nhanh 25W. Kế bên sẽ là con Galaxy A52 256GB, có mức giá là 10.290.000. Chúng ta sẽ được giảm 500.000, hỗ trợ cho góp 0% lãi suất luôn. Đây là cái bản màu xanh. Về camera thì nó cũng trang bị một cái camera độ phân giải là 64 MP là camera chính và 12 MP là camera phụ và 2 camera còn lại là 5 MP. Pin 4500 và hỗ trợ sạc nhanh. Và đây là cái máy M51 các bạn, có mức giá hiện tại là 8.490.000. Chúng ta sẽ có một cái con máy trang bị một viên pin khủng nhất hiện nay, đó là 7000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh của Samsung. Máy sẽ trang bị cho chúng ta một cái cụm camera ở phía sau như thế này, rất là hầm hố. Độ phân giải của cụm camera này là camera chính 64 MP, camera phụ thứ nhất là 12 MP và 2 camera phụ còn lại là 5 MP các bạn nha. Rất là tuyệt vời, đèn đèn LED. Camera selfie thì chúng ta sẽ có một cái camera selfie 32 MP, đục lỗ nằm phía trong màn hình như thế này. RAM thì 8GB, chúng ta sẽ có một cái bộ nhớ trong 128GB, sử dụng 2 SIM 4G các bạn nha. Màn hình thì sử dụng màn hình là Super AMOLED Plus 6.7 inch, độ phân giải là Full HD Plus. Màn hình này thì rất là đẹp rồi, các bạn cứ yên tâm. Đây là một trong những dòng máy mà Quyền nghĩ dành cho game thủ. Đây là những máy mà những chiến game cực kỳ phê các bạn nha. Đây là cây Samsung Galaxy A32, có mức giá hiện tại giá rẻ các bạn mua online là 6.150.000 các bạn, rất là tuyệt vời. Giá gốc là 6.690.000 các bạn nha. Con máy thì trang bị chúng ta cùng 4 camera phía sau rất là đẹp như thế này, độ phân giải lần lượt là 64 MP, 8 MP và 2 camera phụ là 5 MP. Đây đèn LED các bạn nha, nhìn máy rất là đẹp, quá là ok luôn. Máy thì được trang bị một cái màn hình là 6.4 inch, độ phân giải là Full HD LED ha, vừa rõ rộng nằm trong lòng bàn tay như thế này. RAM thì 6GB, bộ nhớ trong 128GB. Đây là một trong những máy có một bộ nhớ cũng khá là ổn để chúng ta có thể lưu trữ hình ảnh cũng như là tài liệu học tập và tải những tựa game ứng dụng về để mình chúng ta giải trí. Camera selfie phía trước chúng ta sẽ có camera 20 MP, pin 5000 và có hỗ trợ sạc nhanh. Sử dụng con chip của
Mirror Test là Hero L80 các bạn nha. Đây là một trong những mức giá dưới 7 triệu để mua nhất của dòng Samsung Galaxy A32. Đây là con Galaxy A12 phiên bản 6GB các bạn nha. Nó sẽ trang bị cho chúng ta một cái mặt sau là xước như thế này. Đó. Ở phía dưới là nó nhám nhám thôi các bạn nha. Cụm camera thì chúng ta sẽ có một cụm camera 4 cam, độ phân giải là 48 megapixel, 5 megapixel, và hai camera còn lại là 2 megapixel và đèn led các bạn nha. Mức giá hiện tại nếu mà các bạn mua giá rẻ online là 4.490.000, còn và được tặng thêm phiếu hoàn 200.000 để mua gia dụng tại điện máy xanh nữa, rất là tuyệt vời. Máy sẽ trang bị cho chúng ta một cái màn hình là 6.5 inch, độ phân giải là HD LED và sử dụng con chip G35 RAM 6 mỗi như trong 128GB. Camera selfie là 80 megapixel các bạn nha, pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh. Máy còn có một cái phiên bản nhỏ hơn, đó là RAM 4GB. RAM 4GB thì chúng ta có một cái mức giá cũng khá là hợp lý, đó là 4.290.000 khi mà các bạn mua online. Giá rẻ chúng ta có thêm tặng thêm một phiếu hoàn 200.000 nữa các bạn để mua đồ gia dụng tại điện máy xanh Galaxy A12. Tiếp theo là con Galaxy A02s. Đây là con màu trắng ha, mức giá hiện tại là 3.190.000. Đây là phiên bản màu trắng. Máy thì trang bị chúng ta 3 camera phía sau các bạn. Đó. Có một đèn led nè, độ phân giải là 13 megapixel và hai camera phụ là 2 megapixel. Camera selfie là 5 megapixel các bạn nha. Máy trang bị một cái con chip Snapdragon 450 8 nhân, RAM 3 bộ nhớ 32. Pin 5000 hỗ trợ sạc nhanh. Như viện nói là mức giá 3 triệu mấy thì đây là một trong những cây máy mà có thể đáng mua nhất của dòng Samsung nha. Samsung Galaxy A02s phiên bản 3GB. Và con máy tiếp cây máy cuối cùng và giá có thấp nhất của dòng Samsung, đó là cây Galaxy A02. Đây là máy A02 các bạn nha. Có mức giá là 2.590.000. Chúng ta sẽ có một cái cấu hình như sau. Màn hình là 6.5 inch, độ phân giải là HD cộng, game 3 bộ nhớ 32, camera chính là ở phía sau là 13 megapixel, camera phụ là 2 megapixel, camera selfie là 5 megapixel các bạn nha. Và pin chúng ta sẽ có một viên pin là 5000 mAh. Còn có một số mặt hàng mà Quyền chưa của Samsung mà Quyền chưa cập nhật cho các bạn thì Quyền sẽ cập nhật trên website các bạn nha. Tại vì hiện tại tại shop là thì chỉ có một số sản phẩm như vậy thì Quyền sẽ cập nhật tại shop và sẽ bổ sung cho các bạn ngay đây trong cái phần cập nhật tại website.